Thầy, Kinh Kim Cang có phải Phật thuyết không? Câu do chấp bốn tướng nên sinh ra nhiều kỳ sự: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Hay câu phàm cái gì hữu tướng đều hư hoại. Đáp: Kinh Kim Cang không phải Phật thuyết, do các tổ sau này biên soạn ra. Kinh này xuất xứ trong thời ngài Long Thọ. Các nhà tưởng giải biên soạn ra Kinh Kim Cang thường lý luận chia chẻ thân ngũ uẩn, đưa ra nhiều danh từ như ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nhưng kỳ thực bốn tướng này cũng chỉ là một tướng của thân ngũ uẩn, nên cuối cùng kết luận bằng một câu kinh: phàm cái gì hữu tướng đều hư hoại. Đó là một lối hí luận lòng vòng quanh co mà không có lối thoát, tức là không có pháp hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xác định thân ngũ uẩn cụ thể rõ ràng và dễ hiểu. Con người do năm uẩn hợp lại mà thành, nên vô thường, không có thật thể, chết là hết, không còn có một vật gì lưu lại. Trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật xác định rất rõ ràng về các tướng như nhân tướng, đặc tướng, hành tướng của thân ngũ uẩn. Với sự chia ra các tướng này là để giúp cho người tu sĩ áp dụng các pháp hành trên ba tướng này để đi đến sự giải thoát hoàn toàn, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, chứ không như lý luận suông như trong kinh Kim Cang Bát Nhã bằng cách chơi chữ. Nêu lên bốn tướng của thân ngũ uẩn để chứng tỏ mình là nhà phân tích hay, nhưng lại là thứ dởm. Đọc suốt bộ kinh Kim Cang, ta không thấy có một pháp hành nào cả, chỉ toàn là hí luận, lý thuyết suông, cho nên nói được nhưng chưa có ai làm được như trong kinh này. Kinh này từ xưa đến nay đã cho chúng ta ăn toàn thứ bánh vẽ. Chúng tôi nói, nhưng quý vị đừng vội tin, mà hãy suy ngẫm. Chúng tôi nói là tỉnh thức quý vị mà thôi. Chúng tôi nói là gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Tin hay không tin là quyền của quý vị. Kinh sách phát triển, bày vẽ lý luận, phân tích, chia chẻ ra cho nhiều để làm rối loạn đường tu hành của tín đồ Phật giáo.